Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo đó là phản ứng nhiệt hạch là cái loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng thứ hai mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Thì thầy lưu ý với các bạn là phản ứng phân hạch hay là nhiệt hạch về bản chất nó là phản ứng hạt nhân thôi và các em hãy giải các bài toán nó như là một phản ứng hạt nhân bình thường. Bây giờ khái niệm của phản ứng nhiệt hạch là gì? Là các hạt nhân nhỏ kết hợp với nhau để tạo thành hạt nhân trung bình. Đấy. Ví dụ như là ở đây thầy cho cái hạt là deuteri này 21 phản ứng với một hạt deuteri 21 thì sinh ra một hạt helium 32 cộng với một hạt neutron và giải phóng ra là 4 mega electron volt năng lượng, được chưa? Hoặc là một hạt deuterium 21 phản ứng với một hạt là tri 31, đây đều là đồng vị của hydro hết. Thì sinh ra một heli 42. Này là hạt alpha đúng không? Còn đây không phải là hạt alpha đâu nhé. Thì cộng với một hạt neutron 10 và sinh ra 17,5 mega electron volt. Đấy. Hoặc là một hạt deuterium 21 cộng với một hạt lithium 63 thì sinh ra hai hạt heli 42 cộng với 22,4 mega electron volt đây là phản ứng xảy ra ở trong bom hát đấy nhá. Thì nhìn vào đây các em thấy là như này này. Phản ứng mặc dù là cái năng lượng sinh ra ở đây là nó nhỏ so với là uran 235 và plutonium 239 nhưng mà thực ra không phải như vậy bởi vì cái khối lượng tham gia ở đây là rất ít đúng không? Ví dụ như deuteri và deuteri ở đây là nó khoảng độ 4 u thôi, trong khi ở bên kia thì nó phải là mấy trăm u cơ. Đấy. Cho nên là mặc dù là con số này nó nhỏ nhưng mà phản ứng nhiệt hạch là tỏa ra cực kỳ nhiều năng lượng, rất là có lợi. Đấy. Thế bây giờ như này, Tại sao mà lại phải có nhiệt độ siêu cao? Tại sao phải gọi là phứng nhiệt hạch? Là vì nhiệt độ phải siêu cao hàng chục triệu độ. Là vì cái này này, các em biết là nhiệt độ là cái thông số vĩ mô và nó mô tả, nó liên quan đến một cái trạng thái ở bên trong tức là các cái hạt phải chuyển động cực nhanh. Nước chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ bộc lộ ra bên ngoài càng lớn như vậy lên đến hàng chục triệu độ tức là động năng của các hạt nhân ở đây nó cực kỳ lớn và do đó nó có thể va vào nhau và nó tiến đến gần nhau ở cái kích thước cỡ độ femtomet tức là 10 mũ trừ 15 mét là kích thước hạt nhân thì trong phạm vi đó thì cái lực hạt nhân nó mới bắt đầu là hoạt động và nó liên kết các hạt nục lôn với nhau đấy do đó mà cần phải có nhiệt độ siêu cao là vì như vậy thế còn Mặc dù là biết cái phản ứng nhiệt hạch như vậy nhưng con người chưa thể kiểm soát được nó giống như là phản ứng phân hạch dây chuyền mà con người mới mới sử dụng nó ở trong trạng thái không kiểm soát được. Nhưng mà ở trong tự nhiên thì phản ứng nhiệt hạch nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng bởi vì nó xảy ra ở trong lòng các ngôi sao. Đấy ví dụ như là mặt trời của chúng ta là một ngôi sao thì phản ứng nhiệt hạch chính là cái căn nguyên để gây ra cái năng lượng của mặt trời và các ngôi sao khác. Làm sao người ta biết được điều đó? Bởi vì khi phân tích phổ của các ngôi sao người ta thấy là nó thường chứa hydro và heli mà chúng ta biết là khi hydro phản ứng với nhau thì nó sẽ tạo thành hạt nhân heli cho nên khi thấy cái này khi thấy cái này thì có thể đoán được ra năng lượng của các ngôi sao nó là do phản ứng nhiệt hạch rồi đúng không và khi nghiên cứu sâu hơn về cái năng lượng nhiệt hạch của mặt trời người ta phát hiện là ở trong mặt trời ấy thì nó có các cái phản ứng kiểu như thế này này là hai cái hydro này nó phản ứng với nhau nó tạo thành một cái deuteri và tỏa ra năng lượng và tỏa ra electron rồi cái deuteri này nó sinh ra này nó lại phản ứng tiếp với hydro để nó tạo thành một cái heli 32 và tỏa ra năng lượng. Rồi cái heli 32 này cộng với heli 32 này nó tạo thành heli 42, rồi nó lại sinh ra là hai thằng hydro 11 và lại tỏa ra năng lượng. Và quá trình nó cứ cứ quay vòng như vậy. Đấy, tất nhiên là đến một ngày nào đấy mà toàn bộ hydro ở trong mặt trời mà nó chuyển hết thành heli thì lúc bây giờ ấy là cái năng lượng hạt nhân nó sẽ không còn và mặt trời nó sẽ phải tắt. Nếu mà mặt trời của chúng ta lớn hơn thì có thể các heli lại phản ứng với nhau tiếp, nhưng mà trong cái kích thước của mặt trời của chúng ta thì rất là khó có thể xảy ra điều đó. Thế còn con người thì sao? Con người thì chưa thể kiểm soát được phản ứng nhiệt hạch, mà con người mới lợi dụng phản ứng nhiệt hạch để chế tạo ra một thứ rất là ghê gớm đó là bom khinh khí, tức là bom h, đấy, gọi là bom nhiệt hạch đấy nhá. Thì cái bom h hay là bom hydro này là được cấu tạo rất là kinh khủng là như thế này. Ở phía dưới này là các cái nhiên liệu để cho cho phản ứng nhiệt hạch. Còn ở đây người ta sử dụng một cái quả bom a, tức là một quả bom nguyên tử làm kiếp nổ cho nó. Thì khi cái quả bom nguyên tử này nó nổ thì nó tạo ra một cái nhiệt độ siêu cao hàng chục triệu độ và nó làm nóng toàn bộ cái khối nhiên liệu nhiệt hạch này và do đó các phản ứng nhiệt hạch này nó bắt đầu xảy ra như là, là 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 bị kích thích nó xảy ra đấy và nó tỏa ra cực kỳ nhiều năng lượng đấy thì các cái phản ứng ở đây thì ở trong bom nhiệt hạch thì nó là neutron này của cái vụ nổ này này nó sẽ tác động vào hạt lithium 63 là cái cái chất bột nó ở trong này này đấy và nó sinh ra heli 42 cộng với tritium 31 cộng với năng lượng tỏa ra rồi tiếp là Trinity 31 để cộng với Deuteri Thì nó tạo thành Heli 42 cộng với uh, Neutron cộng với năng lượng tỏa ra như vậy Và cái phản ứng gộp lại thì nó gồm có Deuteri 21 cộng với Liti 63 Sinh ra hai thằng Heli 42 cộng với 17,6 Mega Volt Và cái hỗn hợp của cái phản ứng nhiệt hành ở đây nó gồm hai cái này nhé đấy. Thì ngày nay thì um, có nhiều quốc gia đã chế tạo được bom hát rồi Đấy. Và đây là một cái thứ bom nó rất kinh khủng. Cái vụ nổ đầu tiên mà con người thực hiện đối với bom hát đó là cái vụ nổ được thực hiện ở Nevada của Mỹ vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 1952. Đấy, thì đây là cái ảnh mà thầy đã lấy từ cái vụ nổ đó. Thì các em có thể xem để biết. Bây giờ chúng ta làm một cái ví dụ nhé. À, cho phản ứng hạt nhân là tritium cộng deuterium thành hạt alpha cộng Deuteron đây là phản ứng nhiệt hạch, đúng nào? Biến năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân T và alpha lần lượt là 2,823m và 7,076m. Cho độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024U với 1 U bằng 931,5 mev electron trên C bình phương. Tính năng lượng tỏa ra của phản ứng này thì các em coi đây là phản ứng hạt nhân bình thường thôi, đúng không? Thì chúng ta sẽ có năng lượng tỏa ra được tính là bằng độ hụt khối của alpha này cộng độ hụt khối của neutron này, cái này bằng không đấy nhá, Trừ đi độ hụt khối của triti này, Trừ đi độ hụt khối của Deuteri này và nhân C bình phương Thì các em thay các cái số liệu đã cho ở trên này vào à, Ở đây thì người ta lại không cho các cái Delta M này đầy đủ Mà người ta lại cho là à, hỗn hợp đúng không Đấy. Vừa cho độ hụt khối mà vừa cho à, năng lượng liên kết Thì chúng ta sẽ thay cái này bằng là A-Alpha Nhân với Delta W-Alpha Cộng với không là năng lượng liên kết của Neutron này là bằng không này đúng không Xong trừ đi AT mà Delta W-T Tức là của hạt Triti này và trừ đi delta MD là của hạt Deuteri nhân C bình phương. thì bây giờ các em thay số vào. Các em sẽ có là 4 nhân với 7,076 trừ đi 3 nhân 2,823. Thì trừ đi là 0,0024 nhân với 931,5. Thì ra được cái năng lượng tỏa ra là 17,5994 mega electron volt. Đây là năng lượng tỏa ra của phản ứng này. Đúng chưa? Thêm một câu nữa là cho phản ứng hạt nhân là hai hạt Deuteri phản ứng với nhau. Tạo thành một cái hạt Heli 32. Đây là một đồng vị của Heli và một neutron cộng với 3,25 mega electron volt. Biên độ hụt khối khi tạo thành hạt nhân D là 0,0024 U. Trong đó một U bằng 931,5 mega electron volt trên C bình phương, tính năng lượng liên kết của hạt nhân heli. Thì ở đây hai hạt giống nhau, thì chúng ta chỉ cần một số liệu thôi. Thì ở đây chúng ta có năng lượng tỏa ra là bằng là cái năng lượng liên kết của heli mà trừ đi hai lần năng lượng liên kết của hạt deuterium. Còn neutron thì bằng không rồi, không nói đúng không? Thì chúng ta thay vào rút ra năng lượng liên kết của hạt heli nó sẽ bằng là e tỏa này cộng với hai lần là năng lượng liên kết của hạt deuteri thì bây giờ chúng ta sẽ có là e tỏa cộng hai lần độ hụt khối của deuteri nhân c bình phương đúng không ở đây người ta cho độ hụt khối của hạt deuteri đây thì bây giờ chúng ta lấy là năng lượng tỏa ra là 3,25 còn ở đây là hai nhân với 0,0024 nhân 931,5 thì ra được là 7,7212 mega electron volt đấy thì đây là năng lượng tỏa ra của phản ứng này